Bạn có thể đã xem các video từ Ukraine. Có một cảnh mà Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đứng bên ngoài khu chính phủ Kiev trong ánh sáng mờ, cầm điện thoại thông minh với camera chĩa vào chính mình và một số quan chức cấp cao. Ông tuyên bố, tất cả chúng tôi đều ở đây. Vài ngày sau khi Vladimir Putin, tổng thống Nga, đưa xe tăng Nga qua biên giới, hoặc cảnh một người lính Ukraine chụp cảnh đồng đội của Anh trên cánh đồng tuyết đang bắn tên lửa chống tăng với nhạc nền techno mạnh mẽ. Hãy tưởng tượng một phụ nữ Ukraine tiếp cận một nhóm binh sĩ Nga và bảo họ hãy bỏ hạt hướng dương vào túi để sau khi chết thì sẽ có một thứ hữu dụng có thể mọc lên từ xác của họ. Mỗi bài lan truyền trực tiếp như vậy tạo ra hàng triệu lượt xem và thích, đăng lại và phối âm lại. Chúng đã trở thành một phần của biên niên sử kỹ thuật số tại chỗ của cuộc chiến này. Cùng với hình ảnh máy kéo Ukraine kéo xe tăng nga bị bỏ lại trên cánh đồng hiện đã trở thành meme toàn cầu và âm thanh của binh lính ukraine tại một hòn đảo trên biển đen nói với một hạm đội đang tới gần Tổng chiến nga hãy cút đi mà bây giờ đã trở thành một lời kêu gọi đám đông tổ chức các cuộc biểu tình ở mọi nơi xa xôi đến tận tokyo cuộc chiến ở ukraine không như một số nhà bình luận đã vội vã tuyên bố không phải là cuộc chiến mạng xã hội đầu tiên israel và hamas từ lâu đã tranh cãi trên Twitter. Trong cuộc chiến tại Ukraine trước đây của ông Putin vào năm 2014-2015, các kỹ thuật viên kỹ thuật số đã sử dụng ảnh tự chụp mà binh sĩ Nga đang trực tuyến để chứng minh sự hiện diện của họ trên chiến trường ở vùng Donbass. Nga sau đó đã cấm binh sĩ mang điện thoại thông minh khi làm nhiệm vụ. Cuộc chiến ở Ukraine cũng không phải là cuộc xung đột đầu tiên xuất hiện một thế hệ mạng xã hội mới như TikTok ra mắt vào năm 2016. Các video về cuộc chiến Syria đã được lưu hành từ lâu trên nền tảng này. Những người quan tâm cũng có thể tìm thấy được rất nhiều clip quay cảnh từ Nagorno-Karabakh, vùng đất tranh chấp mà Armenia và Azerbaijan đã chiến đấu với nhau vào năm 2020. Nhưng Ukraine đã trở thành một ví dụ sống động nhất về việc phương tiện truyền thông xã hội đang thay đổi cách thức mà chiến tranh được ghi chép, trải nghiệm và hiểu rõ và cách mà điều đó có thể thay đổi diễn biến của chính cuộc chiến. Peter Singer đồng tác giả của hashtag Lightwork. Một cuốn sách về sự giao thoa giữa mạng xã hội và xung đột hiện đại cho biết bất kỳ ai nghĩ rằng đó là một màn trình diễn đều là những người không chú ý đến chiến tranh và chính trị trong thế kỷ 21. Các cuộc bàn tán trực tuyến có thể thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng trong quan điểm của công chúng, đặc biệt là khi niềm tin đã có từ trước được củng cố. Mikhail Fyodorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, người đã sử dụng Twitter để thúc đẩy phong tỏa kỹ thuật số đối với Nga bởi các công ty công nghệ toàn cầu, cho biết các bài đăng trên mạng xã hội đã trở thành nguồn thông tin quan trọng cho những người tập hợp trí tuệ nguồn mở và các phương tiện truyền thông thông thường, cùng với việc tập hợp các nước NATO và giao vũ khí cho Ukraine. Nhà Trắng gần đây đã tổ chức một cuộc họp báo về cuộc chiến cho 30 người trẻ tuổi có ảnh hưởng trên TikTok, Victoria Hammett, người đã tham dự như một phần của Gen Z for Change. Tạm dịch, thế hệ Z thay đổi. Một nhóm hoạt động cho biết, dù bạn có thích hay không, vẫn có rất nhiều người sử dụng những ứng dụng này. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm bão hòa các ứng dụng đó, cái mới là quy mô của nó. Mr. Singer lập luận, sự kinh hoàng tuyệt đối của cuộc chiến tranh đương nhiên thu hút sự chú ý. Khán giả châu Âu đặc biệt bị cuốn hút vì Ukraine đang ở ngay ngưỡng cửa của họ và họ cũng sợ hãi Vladimir Putin. Chủ nghĩa chủng tộc và tâm lý có thể góp phần đáng kể khán giả phương Tây có thể nhận ra nhiều người Ukraine hơn là người Syria và do đó dễ dàng xem, chia sẻ hoặc thích các bài đăng về Ukraine hơn. Nhưng Ukraine cũng có nhiều liên kết xã hội hơn so với cuộc chiến tranh khu vực khác gần đây. Khoảng 75% người Ukraine sử dụng Internet. Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế, một bộ phận của Liên hiệp quốc, truy cập Internet vẫn ổn định ở tất cả các nơi, trừ các thành phố Ukraine bị bao vây khốc liệt nhất, một phần nhờ vào vùng phủ sóng vệ tinh khi các máy bay ném bom của Nga bắt đầu tấn công Syria nhân danh Bashar al-Assad vào năm 2015. 30% dân số Syria còn hoạt động trực tuyến. Ở Afghanistan và thời điểm Mỹ rút quân, con số này chỉ ở mức dưới 20%. Sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ truyền thông cũng đóng một vai trò quan trọng. Có thể thấy những thay đổi ở chính Ukraine khi Nga bắt đầu tiến hành chiến tranh vào năm 2014. Chỉ 4% thuê bao di động Ukraine có quyền truy cập và các mạng có tốc độ 3G hoặc nhanh hơn. Năm nay có tới hơn 80% dân Ukraine sử dụng mạng tốc độ cao, theo Kepios, một công ty nghiên cứu. Năm 2014 chỉ 14% người Ukraine có điện thoại thông minh, theo Kepios, GSMA, một cơ quan trong ngành viễn thông ước tính vào năm 2020 hơn 70% dân số Ukraine đã có điện thoại thông minh. Khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, 4,6 tỷ người đang sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu nhiều hơn gấp đôi so với con số năm 2014. Trước đây thì người dùng từng xem nội dung từ những người họ theo dõi theo thứ tự thời gian. Giờ đây, họ sử dụng một thuật toán nguồn tin tức để quảng cáo các mặt hàng thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Các mạng xã hội vào năm 2014 chỉ có dung lượng hạn chế không đủ để hiển thị video hoặc phát trực tiếp. Nhưng hiện tại, mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ với các video này. Một sự thay đổi mà người Ukraina đã tận dụng tối đa. Maria Popova một giám đốc điều hành truyền thông hiện đang điều phối một phong trào tình nguyện để thu thập và phổ biến thông tin từ Ukraine cho biết, mọi người đang quay phim và đăng tải mọi vụ đánh bom. Những đoạn video ghi lại như vậy là giai đoạn mới nhất trong quá trình phát triển lâu dài của hình ảnh chiến tranh. Trước máy quay, các nghệ sĩ phải thuyết phục cho khán giả rằng họ đã chứng kiến những sự kiện mà họ mô tả. Tôi đã thấy điều này. Francisco Goya viết dưới một trong những bức điêu khắc trong loạt tác phẩm kinh điển của ông, dòng chữ: "Thảm họa chiến tranh" các nhiếp ảnh gia bắt đầu ghi lại các cuộc xung đột vào giữa thế kỷ 19. Những thiết bị và quy trình công kênh khiến cho việc chụp ảnh chiến đấu không thể thực hiện được. Thay vào đó, các bức ảnh có xu hướng thể hiện hậu quả của cuộc giao tranh, chẳng hạn như trong tác phẩm Thung lũng bóng tối của cái chết. Hình ảnh mang tính biểu tượng của Roger Fenton về con đường giải đầy súng pháo trong chiến tranh Crimea. Việc phát minh ra máy ảnh 35 ly, hạng nhẹ, đã giúp nó có thể hoạt động ở các tiền tuyến. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha các phóng viên ảnh đã chụp những bức ảnh nhức nhối về trận chiến giúp huy động sự ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống lại Franco, chẳng hạn như bức ảnh chụp nhanh kinh điển của Robert Capa về một người lính Cộng hòa đã chết. Ở trong chiến tranh Việt Nam, xung đột đã đến với truyền hình, tin tức về cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất được truyền hình trực tiếp, như nhà phê bình Susan Sontag đã viết vào năm 2002. Sự hiểu biết về chiến tranh của những người chưa trải qua chiến tranh bây giờ chủ yếu là kết quả tác động của những hình ảnh này ngày nay những bức ảnh và video được điện thoại thông minh hỗ trợ có thể chia sẻ tức thì sẽ giúp mọi thứ tiến thêm một bước nữa nathan jagason một nhà lý thuyết về truyền thông xã hội gọi những hình ảnh như vậy là ảnh xã hội hay video xã hội và cho rằng sức mạnh của chúng phụ thuộc ít vào thông tin mà chúng truyền tải hơn là kinh nghiệm mà chúng thể hiện chúng hoạt động như một phương tiện giao tiếp hơn là tài liệu hình ảnh trong video xã hội gợi lên nhiều hơn những gì chúng giải thích chúng truyền đi sự cảnh giác chung cho trải nghiệm hơn là sự thật. Ông Jorgensen viết, cùng tồn tại với báo ảnh và truyền hình truyền thống, ảnh và video xã hội tạo thêm chất lượng thô hơn, tốt hơn, cá nhân hơn cho bức ảnh chiến tranh mà những người ngoài cuộc nhìn thấy. Simon Kemp của Kipios nói, các bản tin cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, nhưng phần lớn những gì tôi đang thấy trực tuyến là cuộc sống hàng ngày khi chiến tranh gây ra, giống như các vết sọc trên bánh mì. Simon Kemp của Kipiot cũng nói tiếp Những cảnh đó khiến tôi có cảm giác Chết rồi, tôi cũng có thể chết như họ Nó khiến trải nghiệm trở nên giống con người hơn Người Ukraine đã khéo léo thích nghi với môi trường thông tin mới này Ông Zelensky, một cựu ngôi sao truyền hình Đã trở thành nhà lãnh đạo lôi cuốn, hiểu biết về truyền thông xã hội Các thông điệp của ông thường phá vỡ cách tiếp cận hình thức của một tổng thống Và bao hàm yếu tố thẩm mỹ gần gũi của truyền thông xã hội trái ngược với đối thủ lớn tuổi hơn mình lạnh lùng hơn của ông đang ngồi ở Moscow. Ông Fyodorov, người điều hành các hoạt động kỹ thuật số cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Zelensky vào năm 2019 cho biết, ông ấy muốn chia sẻ, muốn truyền bá, muốn truyền đạt cảm xúc của mình như một người bình thường. Các quan chức trên khắp Ukraine đã áp dụng cách tiếp cận tương tự. Vitalik Kim, thống đốc của Mykolaiv, một vùng tiền tuyến ở miền nam Ukraine, thường xuyên đăng các video kiểu selfie lên kênh của mình trên Telegram một nền tảng nhắn tin và xuất bản nội dung được sử dụng rộng rãi ở cả Ukraine và ở Nga. Chính phủ Ukraine đã đưa nội dung lên phương tiện truyền thông xã hội để theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Vào ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã tìm cách làm cho Nestle xấu hổ vì từ chối ngừng mọi hoạt động ở Nga bằng cách đăng một hình ảnh kiểu đối lập định vị của Nestle, hình ảnh một đứa trẻ khỏe mạnh với vị trí của Nestle, hình ảnh của một đứa trẻ đã chết. Bộ Kỹ thuật số của nước này đã ra mắt một chatbot trên Telegram cho phép công dân gửi video và địa điểm của các lực lượng Nga đến cho họ. Chatbot này nhận được khoảng 10.000 tin nhắn mỗi ngày và quân đội Ukraine đã sử dụng chúng để bổ sung cho các thông tin tình báo theo cách truyền thống. Ông Fyodorov nói, bất cứ nơi nào kẻ thù có thể xuất hiện, chúng tôi đều nhìn thấy chúng. Chính phủ Ukraine sử dụng mạng xã hội để lan truyền mọi thứ, từ thông tin về các chuyến tàu sơ tán đến những câu chuyện về những người lính anh hùng những câu chuyện đã lan truyền không kém phần mạnh mẽ ngay cả khi không có thật. Những người lính từ hòn đảo nhỏ ở Biển Đen không bị giết sau khi nói câu nói nổi tiếng của họ theo như cách chính phủ Ukraine đã báo cáo ban đầu. Họ chỉ bị bắt, tuy vậy đó là một sự thật ảnh hưởng rất nhỏ đến danh tiếng của họ. Chính phủ Ukraine đã có rất nhiều sự giúp đỡ. Trên khắp Ukraine, các chuyên gia quan hệ công chúng, các nhà thiết kế và các loại phương tiện truyền thông khác đã kết hợp với nhau thông qua các mạng lưới từ dưới lên xuất hiện trong vài giờ sau cuộc xâm lược. Lyubov Tsubonska, cố vấn của chính phủ Ukraine, người đã giúp điều phối một số nhóm như vậy. Lyubov nói, ngày nay mọi người đều là một chiến binh thông tin, một nhóm đóng gói nội dung nhắm vào người Nga, một nhóm khác sản xuất các clip yêu nước dành cho khán giả trong nước, nhóm thứ ba tập trung vào TikTok, nhóm thứ tư tạo ra các meme và những nhóm khác lại cố gắng lưu trữ hình ảnh và video từ mạng xã hội để phục vụ cho mục đích mà họ hy vọng là tòa án xét xử tội phạm chiến tranh trong tương lai sẽ sử dụng. Sẹc nhì Diskovsky, một chiến lược gia PIA thuộc một mạng lưới các chuyên gia sáng tạo khác, cho biết một phần của mục đích là đảm bảo thế giới nhận được thông tin về Ukraine trực tiếp từ Ukraine. Ông Diskovsky nói, chúng tôi muốn một người Pháp đang ngồi ở Paris nhìn vào thép Eiffel ăn chiếc bánh xương bò của mình hiểu rằng anh ấy có thể làm được tất cả những điều đó vì quân đội Ukraine đang bảo vệ anh ấy cũng giống như Ukraine đã chuyển hướng sang phương Tây về mặt địa chính trị trong những năm gần đây. Cuộc sống trực tuyến của nước này cũng vậy. Khi Nga phát động chiến tranh trên lãnh thổ của họ vào năm 2014, văn hóa Internet của Ukraine giống như toàn bộ nền kinh tế nói chung đều hướng về Nga. Mạng xã hội phổ biến nhất là VK, một nền tảng của Nga. Trong những năm gần đây, bối cảnh công nghệ của Ukraine đã được phát triển vực bậc. Nhiều nhà phát triển và thiết kế đã chuyển qua làm việc cho các công ty công nghệ phương Tây. Ông Diskovsky nói, chúng tôi có rất nhiều người biết cách thiết kế nội dung cho Internet toàn cầu. Người dùng Ukraine nói chuyện với khán giả phương Tây bằng một ngôn ngữ kỹ thuật số phổ biến. Một nhiếp ảnh gia du lịch đăng bài với tên là Valeris đã trở thành tâm điểm loan truyền với video áp dụng các mì mìm TikTok phổ biến vào cuộc sống của cô ở Chernihiv đang thời chiến với sự hài hước và điên cuồng. Một người sử dụng một bài hát tiếng Ý thường được sử dụng trên nền tảng cho video người dùng nấu mì ống để đưa những người theo dõi của cô đến tham quan nơi trú bom của gia đình mình. Điều đó đã giúp thu phục trái tim và khối ấp ở phương Tây. Người Mỹ đã có xu hướng không thích Nga và họ đã nhanh chóng đón nhận Ukraine. Vào cuối năm 2021, 55% người Mỹ coi Ukraine là thân thiện hoặc đồng minh. Hai tuần sau khi Putin bắt đầu ném bom Ukraine, hơn 80% người Mỹ đã thích Ukraine, một tỷ lệ lớn hơn những người Mỹ nghĩ như vậy về Pháp hoặc Nhật Bản, vốn là hai đồng minh lâu năm các nhà ngoại giao ở châu Âu cho biết những thay đổi tương tự trong dư luận ở Mỹ đã giúp kích thích sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga và cách tiếp cận tự do hơn đối với những người tị nạn từ Ukraine. Bằng cách kể chuyện theo thời gian thực cũng đã giúp nâng cao tinh thần của người dân Ukraine. Bà Lyubov nói, chúng tôi đã chứng kiến một câu chuyện mới về Ukraine ra đời và nó mang lại cho chúng tôi sức mạnh, cho chúng tôi sự can đảm. Nga đã rất lúng túng trên chiến trường thông tin bên trong Ukraine cũng như trên chiến trường thực địa. Bất chấp danh tiếng bị dán nhãn là nhà tiên phong về đưa tin giả, lực lượng chiếm đóng của Nga đã phát các tờ rơi kêu gọi các đồng chí và tiếp quản các đài phát thanh địa phương để phát các phát biểu của ông Putin. Kristina Berzinskiha, một nhà báo nổi tiếng người Ukraine gốc Kherson, một thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga cho biết, họ đang sử dụng những thứ truyền tin tào lao từ thời chiến tranh thế giới thứ hai ngày nay thông tin sẽ không được lan truyền theo cách đó nữa cư dân ở các thành phố bị chiếm đóng tiếp tục xem truyền hình và đài phát thanh ukraine trực tuyến và thông qua dia một ứng dụng của chính phủ ukraine họ sử dụng telegram để tổ chức các cuộc biểu tình và chia sẻ các đoạn video về những kẻ chiếm đóng người nga video về những người biểu tình không vũ trang thách thức binh sĩ nga đã được lan truyền mạnh mẽ trong đó có cảnh một người đàn ông đơn độc cố gắng chặn xe tăng bằng tay không ở phương Tây, những câu chuyện của Nga đã thu hút được rất ít người quan tâm. Đó có thể là do thực tế quá khắc nghiệt để quay phim. Các nền tảng phương Tây cũng đã có những lập trường cứng rắn hơn đối với những thông tin sai lệch được các phương tiện thông tin nhà nước Nga đưa ra. Tuy nhiên, Nga cũng ít cố gắng hơn để tiếp cận khán giả phương Tây, khác Jack Miller của Desmos. Một thinh tanh ở London cho biết, việc các tin tức thân thiện với Ukraine trên nguồn cấp dữ liệu của người dùng phương Tây chiếm ưu thế hơn hầu như không có nghĩa là cuộc chiến thông tin đã kết thúc. Ông Miller lập luận, tuyên bố rằng Ukraine đã chiến thắng cho cuộc chiến thông tin là tự mãn và không được hỗ trợ bởi bất cứ điều gì trên thực tế. Các nhà nghiên cứu độc lập nói rằng, việc các mạng xã hội không sẵn sàng chia sẻ dữ liệu gây khó khăn cho việc đánh giá thông tin đang lan truyền trực tuyến như thế nào. Điều đó đặc biệt đúng với nội dung không phải trả tiền và các nền tảng mới hơn, cụ thể là TikTok. Brandon Silverman, người đồng sáng lập Crowdtangle, một công cụ phân tích xã hội than thở không có cách nào đáng tin cậy và có hệ thống để xem xét các nền tảng này và hệ sinh thái thông tin như thế nào. Ở bên trong nước Nga, ông Putin đang giữ kín nội dung cuộc chiến bằng cách thắt chặt luồng thông tin. Twitter, Facebook và Instagram đều đã bị cấm. Người dùng trên TikTok không thể tạo nội dung mới. Luật kiểm duyệt thời chiến khiến việc gọi các cuộc xung đột này là cuộc chiến có thể bị trừng phạt tới 15 năm tù giam. Các nhà chức trách Nga đã tạo ra các chatbot Telegram để người dân thông báo về những thông tin không chính xác đang được lan truyền. Ông Miller nói các chiến dịch thông tin của Nga dường như đang nhắm vào mục tiêu châu Á, châu Phi và Trung Đông, tạo ra các thông điệp đánh vào tình cảm chống phương Tây hoặc chống Mỹ đã có từ trước. Một nhóm tại Demos đã sử dụng phân tích ngữ nghĩa của các tài khoản đẩy các hashtag ủng hộ Putin và phát hiện ra chúng phổ biến nhất là ở Nam Phi và Ấn Độ. Dư luận về cuộc xung đột ở châu Á không chống Nga dứt khoát như ở phương Tây. Siren Ramphosa Tổng thống Nam Phi gần đây đã tuyết rằng chiến tranh có thể tránh được nếu NATO chú ý đến các cảnh báo về việc mở rộng về phía đông của liên minh này. Khi cuộc chiến trên thực địa dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao đẫm máu, thì cuộc chiến gây sự chú ý trên mạng cũng vậy. Người phương Tây thích những câu chuyện về máy kéo và xe tăng, nhưng không thích những câu chuyện về phụ nữ mang thai đau khổ. Bà Liu Bob thở dài, máy kéo và xe tăng là cho giải trí, nhưng nếu các bạn thừa nhận những đau khổ tất cả chúng ta phải làm điều gì đó. Những bức ảnh không thể kết thúc chiến tranh bằng cách làm cho người ta thấy được sự đau khổ, như một số người hy vọng rằng chúng sẽ làm được vào thế kỷ 19. Bây giờ các hình ảnh xã hội cũng không thể, tuy nhiên chúng sẽ tiếp tục được chụp, được đăng tải và chia sẻ. Ukraine đã cho chúng ta thấy rằng cuộc sống thực ngày càng được chuyển lên mạng, ngay cả trong hòa bình và chiến tranh. quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file xin cảm ơn vì đã ủng hộ